Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Trương Nguyễn. Ngày hôm nay tôi lại tiếp tục đi qua hầm Thủ Thiêm để đi review cho các anh chị đến 10 căn nhà phố đang bán ở trung tâm của Sài Gòn. Xin mời các anh chị cùng theo dõi cái hành trình review 10 căn nhà của tôi. Đây là hầm Thủ Thiêm. Đây là tôi đã đi ra khỏi hầm rồi. Hôm nay sẽ quay 10 căn nhà hấp dẫn nhất. Đầu tiên là sẽ đi quận 5, quận 10. Và sau đó tôi sẽ quay về quận 3, quận 1. Và các anh chị sẽ xem được 10 cái căn nhà mà hot nhất trong ngày hôm nay. Đây là đường An Dương Vương. Phía bên này là đường An Dương Vương. Và chúng ta sẽ đi tới con đường này là đường Trần Bình Trọng. Mặt tiền đường Trần Bình Trọng rất là đẹp. Và đây là căn nhà đang bán của ngày hôm nay, căn nhà số 255. Mời anh chị cùng xem một cái căn nhà có góc hai mặt tiền đường rất là thoáng. Căn nhà này gồm có một trệt và có 3 tầng lầu và có sân thượng. Đây là chỗ đường này là cũng giao với đường An Dương Vương, và đi lên bên trên kia là đường Nguyễn Trãi. Đường này rất là đẹp, có hàng cây rất là đẹp luôn. Và căn nhà của mình là ngay cái số này, chỗ công ty cổ phần đầu tư quảng cáo Thiên Việt này, 255 Trần Bình Trọng, mà ở đây là thuộc phường 4 quận 5 của thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và các anh chị cùng xem, đây là con đường Trần Bình Trọng thuộc quận 5. Một cái tòa nhà này rất là đẹp, góc hai mặt tiền đường, và nó lại có một cái kích thước rất là đẹp luôn. Kích thước của nhà này là ngang là 7m2 và có chiều sâu này là 21m. Đây góc hai mặt tiền đường này, đây là một cái hẻm đi vào, hẻm trong này cũng là đi ô tô vào được. Và tòa nhà này rất là hoành tráng, tuy hơi cũ kỹ một xíu nhưng mà nếu như các anh chị sơn lại thì nó sẽ rất là đẹp. Và hướng bên này là hướng đối diện của tòa nhà này. Đấy, đối diện đây là trường trung học Phúc Khánh Sài Gòn. Đây là cái vị trí này kinh doanh buôn bán rất là sầm uất. Cái gì phải không, đường Trần Bình Trọng là một con đường hai chiều. Và căn nhà của ngày hôm nay thì có một giá bán rất là hợp lý luôn. Giá bán của căn nhà này là 64 tỷ. Chỉ có 64 tỷ mà sở hữu một cái tòa nhà như này. Đấy, quá đẹp đúng không? Anh chị thấy không? 64 tỷ cho một tòa nhà ở mặt tiền đường Trần Bình Trọng số 255. Số cũng rất là đẹp, 255 Trần Bình Trọng, phường 4 quận 5 của thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này pháp lý chuẩn chỉ, ok, chỉ có công chứng sang tên thôi. Tuy là nhà này nếu như anh chị mua về thì sửa lại một xíu thì sẽ rất đẹp. Và nhà hiện nay không có cho thuê. Có đề biển nó cho thuê đây, nhưng mà hiện tại là nhà không cho thuê mà nhà này để bán. Và xung quanh đây thì những cái căn nhà này thì lại có cái chiều rộng nó không bằng cái căn nhà mình. Nó chỉ bằng một nửa căn nhà mình thôi. Còn căn nhà mình là ngang đến 7m2. Đấy, đây là mặt của bên này. Đây là góc của mặt bên của căn nhà. Anh chị cùng xem lại cái góc bên này của căn nhà, tòa nhà này. Nhà này chỉ cần đầu tư thêm một ít tiền sửa lại nên nó sẽ đẹp ngay. Còn cái kiểu xây cũ này nhìn không được đẹp. Tuy nhiên căn nhà này chỉ cần sửa lại thôi, cái chỉ bỏ tiền vào một ít thì sửa lại thì đây sẽ là một cái tòa nhà tuyệt đẹp. Đường đẹp, vị trí đẹp, mọi thứ đẹp rồi. Chỉ có tòa nhà chưa được đẹp là do nhà này xây ngày trước, xây cũ rồi. Và khi xây thì nhìn mặt ngoài không được đẹp lắm. Thì cái này anh chị sẽ đầu tư thêm, sẽ thay kính, thay cửa, loa cửa lại thì tòa nhà này sẽ rất là đẹp. Với cái tầm tiền 64 tỷ thì cái tòa nhà này. Đấy, nếu như ai thích căn nhà này thì hãy đến số 55 Trần Bình Trọng. Và nếu như thích xem trong thì xin liên hệ cho Trương Nguyễn, thì mình sẽ hẹn chủ để cho các anh chị xem trong cái căn nhà này. Chắc đây là căn nhà thứ nhất của ngày hôm nay. Và bây giờ mình sẽ đi tới căn nhà thứ hai để review cho các anh chị.
Và bây giờ trên đường Trần Bình Trọng này chúng tôi sẽ đi tiếp tới một căn nhà thứ hai ở đường Ngô Quyền. Đây con đường Trần Bình Trọng rất là đẹp, hai bên có hàng cây rất là đẹp luôn. Và trước mặt các anh chị đây là đường Trần Phú. Đây là một khách sạn 5 sao, ở trong này là có chơi poker đấy. Ở trong này có dưới tầng hầm là có chơi có kiểu giống như là sòng bài, sòng bạc ấy. Và bên này là đường Hùng Vương. Chúng tôi sẽ đi tới con đường Hùng Vương và đi tới con đường Ngô Quyền. Đây, khu này vị trí rất là ok. Quận 5, quận 10, khu này là khu nhất rồi. Giờ chợ Hồ Thị Kỷ. Chợ Hoa Hồ Thị Kỷ. Và đây hiện nay tôi đang ở con đường Nguyễn Chí Thanh, một con đường rợp bóng cây rất là đẹp, rất là mát. Ở bên này đã có một cái công viên. Và trước mặt các anh chị có thấy cái chỗ cà phê Highland không? Cà phê Highland này vừa bán trong tháng vừa qua. Trong tháng vừa qua là bán cái căn nhà này, tôi đã review trước. Cái căn nhà này bán với giá 20 tỷ, rất là rẻ. Highland Coffee này ở đường Nguyễn Chí Thanh giao với sứ Vạn Hành này vừa mới bán trong tháng vừa qua 20 tỷ. Và bây giờ rất là nhiều người hỏi căn nhà này, nhưng căn nhà này đã bán. Bây giờ anh chủ mới anh sẽ bán lại. Căn nhà này chủ bán lại với giá 24 tỷ. Chủ vừa mua tháng trước là 20 tỷ, bây giờ sẽ bán lại 24 tỷ. Nếu như anh chị nào mà thích căn nhà này thì đến đây để mua cái căn nhà này. Thôi chúng ta sẽ tiếp tục đi tới đường Ngô Quyền. Rồi, bây giờ chúng ta tới đường Ngô Quyền mà giao gần như là đường gần đường Võ Văn Kiệt luôn. Ở đây là từ đường Võ Văn Kiệt đi vào số nhà là 20 của đường Ngô Quyền này. Đây là số nhà 20 của đường Ngô Quyền. Cái chỉ thấy cái biển phòng khám đa khoa Nhật Anh này. Một cái lô đất và có thể nói là một cái căn nhà, một cái phòng khám đa khoa đang bán ở nơi này. Số 20 đường Ngô Quyền và phường 6 quận 5. Cái lô đất này, căn nhà này có chiều ngang là 14 mét. Và có chiều sâu là lên tới 40 mét, tức là nó có đến 600 mét vuông. Xin chào anh Phong. Hai, đây là một cái căn nhà mà chúng tôi review bán của ngày hôm nay. Và các anh chị thấy không, đây là đường đại lộ Võ Văn Kiệt. Hiện nay tôi đang có mặt ở mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Các anh chị có thấy cái tòa nhà đối diện bên kia không? Cái tòa nhà này là tòa nhà ở 79 Bến Bình Đông, mà tôi đã review trong video trước, mà cái tòa nhà mà giảm giá 28 tỷ là còn 140 tỷ bán. Nhưng mà hôm nay thì có thể các anh chị mua có thể là với giá 120 tỷ. Và có rất là nhiều người đang còn theo mua cái đang trả giá căn nhà này 120 tỷ. Và có thể 120 tỷ thì anh chủ cũng có thể là bán. Tuy nhiên thì hôm nay mình không phải review cái tòa nhà này, mà mình lại đến đây để đi review một cái tòa nhà khác. Một cái lô đất ở mặt tiền đường Ngô Quyền. Ở đây là đường Võ Văn Kiệt, mà mình sẽ đi vào đây là đường Ngô Quyền để review cho các anh chị xem một cái căn nhà ở mặt tiền đường Ngô Quyền này đang bán. Đối diện bên kia là tòa nhà của đường 79 Bến Bình Đông, và đây là đường Ngô Quyền. Các anh chị hãy đi vào đây thôi, mình chỉ đi bộ vài bước chân là sẽ tới cái tòa nhà đang bán này. Và hôm nay sẽ review cho các anh chị một cái căn nhà ở mặt tiền đường Ngô Quyền này. Bây giờ mời các anh chị theo chân mình, ở đây là số 18A. Và cái tòa nhà Ngô Quyền này là ở số 20 của đường Ngô Quyền. Bây giờ mời các anh chị xem ở đây. Căn nhà này hôm nay là căn nhà ở chỗ Nhật Anh này, phòng khám đa khoa Nhật Anh này, là số 20 đường Ngô Quyền. Xin mời các anh chị cùng theo dõi review căn bản cái căn nhà này. Và mình sẽ vào đây để cho các anh chị xem bên trong cái tòa nhà này. Đây là có bảo vệ gác, và trong đây là một cái phòng khám đa khoa Nhật Anh đang thuê ở đây. Và cái lô đất này thì rất là rộng rồi. Và ở đây thì lại rất là đường thì cũng là một cái đường mà giao với đường Võ Văn Kiệt này. Và đi vào bên trong này thì chúng ta sẽ đi hướng sang bên quận 10. Đấy, và bên này là đối diện, các anh chị thấy không, những cái tòa nhà rất đẹp. Nếu như mình mua lô đất này thì mình được xây được một cái tòa nhà cao tầng giống như cái nhà bên này. Đấy, giống như GK22 này. Đây là số 22 Ngô Quyền. Còn của mình là số 20 đường Ngô Quyền. Đây là một vị trí rất là trung tâm của quận 5.
Đấy, bên này là bảo hiểm thành phố Hồ Chí Minh, bảo hiểm xã hội. Thì các anh chị đến đây là sẽ thấy được cái căn nhà này và đại lộ Võ Văn Kiệt là ngay bên ngoài này luôn. Rất là gần luôn, và đặc biệt là đây là đường hai chiều. Đường hai chiều nên là xe cũng chạy rất là thoải mái. Đấy. Đấy, mình mua về mình xây một cái tòa nhà như này. Và lô đất này có giá bán là 155 tỷ. 155 tỷ cho 600 mét vuông đất ở cái vị trí như này. Đây là đội ngũ YouTuber của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đi 4 người. Và anh Thái anh đang còn dùng một cái cam, dùng một cái máy quay, mà đây là máy quay 360 độ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp tới một cái căn nhà cũng đường Ngô Quyền này. Đây có Sacombank 112, Ngô Quyền là Sacombank. Và đây là 110D. Mình sẽ quay căn nhà 110BC cơ. 110BC. Đây. 2N đấy, cà phê 2N các anh chị thấy không? Cà phê 2N là cà phê nghe nhạc đấy. Nhạc 2N. Là sẽ là nghe nhạc. Và đây là 110. 110BC là một cái tòa nhà bán của ngày hôm nay. Đấy, các anh chị thấy không? Tòa nhà này nhìn đang rồng phượng múa đây. Căn nhà này thì nó lại có một cái điều rất là đặc biệt là căn nhà này có chiều ngang là 16m và có chiều sâu là 24m. Đây là mặt tiền của đường Ngô Quyền, quận 5. Và hôm nay là review bán cái nhà này có chữ cho thuê nhà chính chủ này. Đấy, các anh chị thấy không? Một cái căn nhà mà bây giờ đang bỏ trống này. Nhưng mà căn nhà này rất là đẹp. Ở mặt tiền đường, hai mặt tiền đường của đường Ngô Quyền. Và có thể nói rằng là một cái diện tích rất là lớn. Ngang là 16m và đằng sau là nở hầu 24m. Và tòa nhà này đang được rao bán với chủ đang bán rất là thiện chí bán. Giá chào bán là 140 tỷ. Tuy nhiên cái anh chị có thể thương lượng thoải mái. Bởi vì là bây giờ chủ đang rất là cần bán rồi. Bây giờ mình sẽ đi sang bên này cho anh chị cùng xem chỗ cà phê 2N này. Để đi vào. Và nhà này nở hầu, nó phía đằng sau nó lại nở hầu đến 24m. Phía bên này là ngân hàng Sacombank. Và bên này cũng có một căn biệt thự rất là đẹp. Đây bên chỗ này gọi là một cái tòa nhà mà có cây xanh rất là đẹp này. Đấy các anh chị thấy không? Và tòa nhà của mình là nó lại ở bên cạnh này. Cây Dương Minh, thấy không? Không. Đấy mình đi sang đường nhá, cho các anh chị cùng xem. Nhà này đã đóng cửa rồi, bây giờ đang cho thuê lại. Tuy nhiên chủ đang muốn bán cái tòa nhà này 110C Ngô Quyền, phường 8, quận 5. Và bên này là BC. B là chỗ cà phê 2N này. Đấy bên này một cái vị trí rất là sầm uất. Trong này là cà phê 2N. Đấy đằng sau là nó phải nở hầu lên 24m. Em ở trong này cà phê hả? Trong này cà phê nghe nhạc đúng không? Thế hả? Rồi mời các anh chị vào trong cái quán cà phê 2N này. Cà phê 2N là cà phê nghe nhạc. Rồi. Sao? Đây âm thanh này. Chà, toàn là loa. Cái loa này mình có bán không anh? Mình bán hay là mình chỉ để nghe thôi? Không à? Đẹp đó nhỉ. Quán cà phê đẹp đấy chứ. Nhạc bên trên. Đi lên tầng trên nào. Cà phê 2N. Đấy. Quá đẹp. Đấy. Đây cái lối đi vào đây. Đấy cà phê 2N Ngô Quyền. Còn phía bên này là đường Nguyễn Trãi, ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ.
là đường Nguyễn Trãi và đường Trần đi tế đường Trần Hưng Đạo. Đối diện của nhà mình là 103 Ngô Quyền này, có bánh xèo Ngọc Sơn này là cũng rất là ngon, một bánh xèo nổi tiếng. Và các anh chị xem đường Ngô Quyền đoạn này rất là đông đúc như này. Phía đằng kia, thẳng đằng kia là đường Hồng Bàng, một cái vị trí rất là đẹp, tuyệt vời. Đây, tòa nhà này thì mình có thể đập đi để xây lại một cái tòa nhà một thầm và có 8 tầng lầu. À, có mặt tiền đường 16 mét này rất là rộng rồi. Nên là giá cái tòa nhà này, giá cái lô đất này chỉ có 140 tỷ thôi. Và còn thương lượng mạnh thì các anh chị muốn mua căn nhà này thì xin hãy liên hệ với Trương Nguyễn theo số điện thoại trên màn hình. Ngang 16 mét, dài 24 mét và nở hầu 24 mét. Nó nở đằng sau giống như chữ L ấy. Nếu như các anh chị quan tâm thì mình sẽ gửi sổ cho các anh chị xem. Phía sau, phía sau nở hầu ra là đằng sau này đang thuê cái cà phê 2N này. Thì các anh chị thấy là đằng sau này, đấy cái tòa nhà đằng sau nó nở hầu lên đấy, là đằng sau này dài 24 mét. Thì mình có thành hai cái căn nhà luôn. Là tòa nhà mình từ ngay cái mốc phía bên này và nó kéo dài cho đến hết cái cà phê 2N. Cái lối vào đấy là cũng là đất của mình nhá, không phải là cái ngõ đâu, mà đất của mình là từ cái lối đi vào cà phê 2N này là cũng thuộc đất mình, mà mình chia ra thành một cái quán cà phê đằng sau đó. Cà phê 2N đằng sau thì nó lại nở hầu ra 24 mét, nên là nó lại nở hầu lên hết cả cái tòa nhà này, tức là khúc sau. Bởi vì nhà mình là ngang 16 mét, là đằng trước 16 mét, còn đằng sau là nó rộng lên đến 24 mét, thì nó lại ngang với cái tòa nhà này luôn. Thì lát mình sẽ đi vào bên trong review cái quán cà phê bên trong cho các anh chị xem. Còn đây là thành ra hai cái mặt cho thuê, một mặt tiền này cho thuê và đằng sau là một cái quán cà phê. Đấy, cái chị hình dung ra chưa? Ngang là 16 mét và sâu 24 mét, tuy nhiên đằng sau là nở hầu chữ L ra 24 mét, và phía đằng sau là nở hầu là phía đằng sau cái tòa nhà phòng khám đa khoa này, là cũng là quán đặt cà phê của mình đằng sau đấy. Đấy. Rồi, xin mời các anh chị cùng ăn mì nha. Ở đây là mì Bò Viên, một cái quán rất là nổi tiếng ở quận 5 này. Ở đây là số 29 Nguyễn Kim. Em chị thấy mì ngon không đấy? À, rất là ngon. Và tiếp tục với quận 5 thì đây là một cái tòa nhà mà có chiều ngang 15 mét, chiều sâu 20 mét, 15 mét đúng không? Đây là đường Phan Văn Trị, đường Phan Văn Trị, phường 2, quận 5. Ngay bên đây là đường Nguyễn Văn Cử, rất là gần với quận nhất. Và một cái tòa nhà vừa mới xây xong, một tòa nhà có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tầng và một tầng hầm. Tòa nhà này có giá bán là 150 tỷ. Nhà mới xây xong, chưa có hoạt động. Và đường này cũng có đường 2 chiều, rất là rộng. Và tòa nhà này vừa mới xây xong, có một tầng hầm, đường rất là rộng rãi, vỉa hè cũng rất là rộng. Vị trí trung tâm của quận 5 có một cái giá bán vô cùng hợp lý, chỉ 150 tỷ cho một cái tòa nhà to hoành tráng, mặt tiền hoành tráng như này. Nếu như các anh chị thích căn nhà này thì xin hãy liên hệ để đến đây xem cái căn nhà này ở đường Phan Văn Trị, đối diện với số nhà 23 đường Phan Văn Trị, quận 5. Ok. Và ở đây đường Nguyễn Văn Cử để đi ra đường Võ Văn Kiệt. Ngay ở đây sẽ có một cái tòa nhà rất là rẻ, cái tòa nhà màu xanh xanh này, tòa nhà có chữ Uki đấy. Đấy, một cái tòa nhà này các anh chỉ biết bao nhiêu tiền không? Rất là rẻ, có một giá rất là bất ngờ. Tòa nhà kính màu xanh này, số 34 đường Nguyễn Văn Cử, có một cái tòa nhà như thế này bán một mức giá rất là rẻ luôn, rất là bất ngờ luôn. Đường này như thế này, đường thì rộng. Và cái chị thấy không, tòa nhà này chỉ bán với giá có 30 tỷ thôi. Có 30 tỷ mà có một cái tòa nhà như thế này, tòa nhà màu xanh này,
và có chiều ngang của nó là 5m và có chiều sâu nó chỉ 12m thôi. Vì nhà này có đến 6 tầng lầu, có một trệt, một lửng và có 5 tầng lầu. Và nếu mà đi thẳng thang bên này là đi sang cầu Nguyễn Văn Cừ để đi sang bên kia quận 8. Còn đây là số nhà 34. Nhà này thì có cái là có một vài cái hạn chế là giữa này có một con lươn. Đây và nó chưa phải là chân cầu nhá. Đi lên trên này mới lên cầu. Còn nhà mình là qua cầu rồi đi xuống đây thì mới đến tòa nhà này. Ở đây đường thì rất là đông đúc. Và chỉ 30 tỷ các anh chỉ có thể mua được một căn nhà này ở quận 5. À quên, ở đây là quận 1. Ở đây thuộc quận 1 rồi các anh chị nhá. Một tòa nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ ở quận 1. Ở đây là phường Cầu Kho quận 1. Và tòa nhà này chỉ 30 tỷ. Như vậy là tôi đã review được 5 căn nhà và còn 5 căn nhà nữa. Tuy nhiên thì video đến đây cũng hơi dài rồi, nên tôi xin tạm dừng phần 1 tại đây. Và mời các anh chị đón xem phần 2, 5 căn nhà tiếp theo. Tôi sẽ quay 5 căn nhà rất là hấp dẫn ở quận 3 và quận 1. Xin mời các anh chị cùng đón xem. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Bye bye, tạm biệt các anh chị và các bạn.